Quê hương phương Nam có những loài bông loài hoa vô cùng bình dị, không chỉ góp phần khoe sắc quê hương mà nó còn đi vào căn bếp của các bà nội trợ một cách tự nhiên để góp phần đem cái ngon chân chất của mình tạo nên hương vị đặc trưng cho những món ăn miền sông nước. Những thứ bông này người ta gọi cái tên chung là bông đồng nội, không cần tưới tắm phân thuốc, lại càng không phải tốn thời gian chăm sóc. Mấy thứ bông đồng nội này cứ thế mà lớn lên, ra dáng ra hình rồi tạo hương tạo vị. Những món ăn có sự góp mặt của những loài bông quan dại của miền Tây Nam Bộ không chỉ khiến cho người dân bản xứ ưa thích mà còn chinh phục vị giác của du khách khắp mọi miền đất nước khi có dịp ghé qua và thưởng thức đặc sản của vùng đất chính nhánh sông này. Bông đồng nội, cái tên bình dị này không phải của riêng một thứ bông nào cả, mà nó dành để kêu chung cho rất nhiều những thứ bông quan dại hoặc được trồng một cách dễ dàng trên đồng ruộng quê hương. Mỗi loại bông là một sắc màu, một hình dáng, một tên gọi. Chúng cứ hồn nhiên mọc lên rồi tươi tốt giữa đất trời phương Nam và điểm tô cho cảnh sắc miền quê thêm phần tươi mới, dễ thương và góp phần gìn giữ nét chân chất, mộc mạc của vùng đất này. Nhớ lắm chứ cái bông bụp màu đỏ hay phớt hồng nở tươi rói giữa màu xanh của lá và rực lên giữa màu nắng. Có cô em tinh nghịch vuốt những cánh hoa mềm cười chúm chím, thương lắm là thương. Hay nhớ những bờ đi có bông 10 giờ tươi thắm, cứ đúng hẹn là hé mình xinh xắn. Bông đồng nội không chỉ để giữ đất, giữ bờ hay để nhìn cho vui mắt, mà một số loại còn góp ngon, góp đẹp và góp những kỷ niệm nhẹ nhàng vào nền văn hóa ẩm thực của miền quê sông nước này. Nào là điên điển, lục bình, nào là bông bí, bông mướp, bông bần, bông su đũa. Mỗi thứ lại có một vị ngon vô cùng độc đáo, sẵn sàng gieo thương nhớ vào lòng người. Ước mơ của người nông dân xưa cũng thiệt tình y như cái nếp sống, nếp ở của họ vậy. Không cần cao sang, chỉ cần đời an nhàn và vui vẻ là đã đủ lắm rồi. Bữa cơm quê với những món ngon từ bông bí, với vợ chồng tình nghĩa keo sơn, được vậy thì còn mơ ước gì thêm nữa. Bông bí để ăn là những bông mà bà con mình ngắt bớt trên dây, chỉ chừa lại những bông bự và chất lượng nhất mà thôi. Như vậy thì khi đậu trái mới bự và bán được giá cao. Bông bí hái về làm được nhiều món lắm. Đơn giản thì lặt rửa sạch rồi đem luộc qua nước sôi, gấp ra chấm chung nước tương, nước mắm hay nước cá kho, thịt kho, là hao cơm lũng nồi. Hoặc cầu kỳ hơn thì món bông bí xào tép sẽ chinh phục vị giác con người bằng cái vị ngọt đê mê của bông, của tép, để người ta mỗi khi ăn là gấp hoài, gấp mãi không muốn ngừng. Cũng có màu vàng như bông bí, điên điển lại là một loại bông đặc trưng của mùa lũ phương Nam, với những chùm nhỏ nhỏ nằm đung đưa trên mặt nước, tự do và khoáng đạt. Bông điên điển nấu canh chua cá linh là tuyệt hảo, hoặc đem đi xào chung tép mũi, đem trộn gỏi, đem nhúng lẩu mắm thì lại càng không có chỗ chê. Thứ bông này còn đặc biệt ở chỗ, không phải lúc nào muốn ăn cũng có, và cũng không phải có tiền là mua được đâu. Bởi màu vàng bông điên điển chỉ xuất hiện vào mùa nước nổi hàng năm, trồng vỏn vẹn có vài tháng mà thôi. Với những ai đã lỡ mê ẩm thực đất phương Nam, thì có lẽ mùa nước nổi là khoảng thời gian mà họ mong chờ nhất. Lúc đó, có tôm cá đầy đồng, ruộng nở đầy bông, và cái màu vàng điên điển tươi mới rực rỡ như một nét chấm phá tuyệt vời, làm nên cái màu sắc đặc trưng của mùa lũ phương Nam vậy đó. Những dòng sông cứ ngày đêm miệt mài chảy qua mảnh đất miền Tây hai mùa mưa nắng. Sông chở nặng phù sa, sông mang theo nhiều tôm cá, và sông là ngôi nhà cho những bụi lục bình lên đên có chỗ nương náu qua ngày. Lục bình là thứ cây quan dại nhờ vào sông nước mà sống. Nó lững lờ trôi trên mặt nước quê,
hay tấp vào bãi chà ở mé sông mà dương mình phủ thành một màu xanh tươi mát, dịu dàng. Lục bình tuy đời trôi nổi, nhưng nó trổ bông thì khiến người ta cứ nhìn thấy là lòng luôn dương dấn. Bông lục bình tím một màu mang mát, cái màu tím hiền lành chân chất của nhà quê mà gây mê đắm cho bao người. Mê bởi cái đẹp hoang dã mà nhẹ nhàng, và đắm say bởi vị ngon của thứ rau mát lành miền sông nước. Thiệt vậy, bông lục bình làm được nhiều món lắm. Lục bình xào tỏi hay nấu canh chua cá, hoặc làm rau nhúng lẩu. Đặc biệt, món cá trà nấu chao mà có bông lục bình ăn chung, vừa giòn vừa xốp, thì đảm bảo ngon mê mẩn lòng người. Người ta thường mê cái ngọt ngào, nhưng ở miền Tây mình có một loài bông khiến người ta mê bởi vị đắng đi sâu vào lòng người. Đó là bông và lá sầu đâu. Hai thứ này nhớ lựa mua cho non mướt, đem về lặt rửa sạch, trụng sơ qua nước sôi, rồi trộn gỏi chung với khô sạc chiên hay cá lóc nướng hoặc thịt ba rọi, rồi chấm chung nước mắm me chua ngọt, có bỏ ớt thì cay là hết sảy. Người ta tả lại rằng cái vị đắng của bông và lá sầu đâu nó ngộ lắm. Đắng dữ dội, nhưng ăn quen thì lại bắt ghiền hồi nào không hay. Màu bông đồng nội còn là cái bắp chuối màu nâu nâu tím tím nữa chứ. Bắp chuối đem sắc mỏng ra, ngâm vô nước, vắt miếng chanh cho trắng, rồi trộn gỏi ốc đắng, cùng nước mắm ngon thì đảm bảo mấy ông la rai là quên hết đường về. Hay đơn giản hơn, bắp chuối đem luộc rồi chấm nước cá kho cũng ngon đã đời. Hoặc những ngày ăn chay thì làm bắp chuối chiên, ăn lạ miệng mà bắt cơm dữ lắm à. Rồi tô bún nước lèo thơm mùi mắm bò hốc mà có bắp chuối bào nhúng ăn chung thì mới đúng điệu ngon lành. Cái bắp chuối bình dân của xứ mình không khoe sắc tỏa hương như những loại bông thứ hoa khác. Nó thầm lặng thôi, nhưng vị ngon dâng cho đời thì đúng thiệt, chẳng chịu thua kém bao giờ cả. Với những đứa con miền Tây đi xa, trong nỗi nhớ nhà của họ thì chắc luôn một chừa một chỗ thiệt là rộng, thiệt là bự để chất chứa những hình ảnh vô cùng bình dị, mà cũng không kém phần thơ mộng của những cái cây xua đũa nè, với những cái chùm bông trắng muốt hài hòa giữa màu trời xanh quê hương. Cái thứ cây này đó ngày xưa thì được mọc hoang dại ở ngoài đồng ruộng nè hay bờ đi, còn bây giờ thì bà con mình đã trồng thêm được nhiều, xem đây là một thứ cây để góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Bông xua đũa có hai màu, màu trắng và màu tím, nhưng mà các bà nội trợ vẫn ưa thích cái màu trắng truyền thống dịu dàng của phương Nam để mà nấu lên những cái món ngon đậm chất đồng quê sông nước. Bông xua đũa là cách kêu khác đậm phương ngữ Nam Bộ của bông xua đũa. Loại bông này có màu trắng muốt, pha một chút ánh phớt hồng, nhìn dịu cả con mắt và có nét dễ thương hiền hậu như cái chân chất của cô gái miền Tây vậy đó. Xua đũa ngày xưa là giống cây mộc dại và thường trổ bông vào mùa gió chướng. Còn bây giờ, nó đã được bà con mình trồng nhiều ở trong vườn hay trước nhà. Phần để giữ đất, phần thì có thêm rau ăn cho bữa cơm gia đình. Còn phần nữa, loài cây này khi trổ bông sẽ phần nào giúp điểm tô cho cảnh quê, cho mái nhà quê càng thêm vẻ dịu dàng, tươi mát và xinh đẹp hơn rất nhiều nữa. Thiệt vậy, những chùm bông xua đũa trắng muốt nhìn từ xa cứ y như những đám mây nhỏ nhỏ đung đưa giữa màu lá xanh, đung đưa giữa nền trời quê yên ả và rung rinh theo những cơn gió mát thổi về. Những chùm bông đó đã đẹp là một lẽ, mà nó còn gọi mời người ta cứ ngước mắt nhìn rồi nhất định phải đưa tay hái cho một mớ, đem về để nấu lên những món ăn không chỉ ngon lành mà còn chở nặng tình quê, tình sông nước nữa. Cũng như nhiều loại bông đồng nội khác trên mảnh đất này, xua đũa có thể nấu lên được nhiều món ăn thân quen, gần gũi như đem luộc, xào, nấu canh, nhúng lẩu,
món nào cũng ngon, cũng đặc trưng và khiến người ta tấm tắc khen hoài. Những đứa con miền Tây chắc hẳn ai cũng luôn đem theo trong lòng mình một nỗi nhớ về hương vị món canh chua tép bạc đất nấu chung bạc hà và mớ bông sô đũa hái từ vườn nhà. Lại nêm thêm nhúm rau thơm để tỏa ra cái mùi hương làm mê đắm lòng người. Tép đem xào sơ với xíu dầu ăn, sau đó đổ nước vô nồi. Nước sôi thì dầm me tảo đổ chua, sau đó bỏ bạc hà. Và nhớ bỏ bông sô đũa vô sau cùng, để bông sẽ vừa chín tới, chứ để lâu bông rụt rã thì sẽ không còn ngon nữa. Tô canh chua tép miền sông nước chỉ đơn giản với những sản vật có sẵn từ sông, từ vườn vậy thôi. Nhưng cái vị chua ngọt dịu dàng, cái thanh mát của rau, cái vị nhẫn nhẫn mà ngon lạ lùng của bông sô đũa nhà quê, đảm bảo sẽ là một hương vị khiến người ta khó lòng mà quên được. Không chỉ vậy, thứ bông này hình như đều hợp rơ với đủ kiểu canh chua của xứ mình. Canh chua cá, canh chua lương, canh chua ớt mà có bông sô đũa bỏ vô thì đảm bảo vị ngon sẽ càng thăng hoa hơn rất nhiều lần luôn đó. Hay chẳng cần cầu kỳ gì cả, mớ bông sô đũa đem lặt rửa sạch rồi để ráo nước, xong bắt chảo lên bếp, chế dầu vô cho nóng, thì phi tỏi thơm rồi trút bông vô xào nhanh với lửa lớn. Nhớ lẹ tay xào đều tới khi bông vừa chín tái, nêm nếm gia vị. Khi bông chuyển màu hơi trong và nghe bốc mùi thơm là trút ra dĩa, rắc vô thêm nhúm tiêu nữa, rồi dọn lên, kèm chén nước tương dầm ớt là đã có liền bữa ăn chay gọn lẹ và vẫn ngon lành rồi đó. Hoặc nếu muốn nếm nguyên chất vị ngon của thứ bông dân dã này thì cứ nấu nồi nước sôi rồi trút bông luộc tới khi chín, dọn kèm dĩa bắp chuối chiên và chén nước tương. Vậy đó, ngày chay thanh tịnh, chỉ mấy món rau trái từ vườn nhà tuy đạm bạc nhưng lại giúp nhẹ bụng và đảm bảo không kém phần ngon lành chút nào. Hay với món lẩu mắm trứ danh của miền sông nước thì bên cạnh cá mắm là nguyên liệu không thể thiếu, thì nhất định phải có nhiều thứ rau đặc trưng của nơi này. Đó là bông súng, điên điển, tài tượng, rau muống, rau dừa và cả bông sô đũa nữa. Tất cả chúng kết hợp cùng nhau để làm nên món mắm miền Tây lúc nào cũng ngon lành và ấn tượng, để xứng tầm là món ăn đặc sản làm nên danh tiếng của mảnh đất này. Ai đã yêu miền Tây, đã yêu những món ăn bình dị, mang hương đất, vị đồng, mang màu bông xứ sở, thì chắc chắn sẽ không thể nào quên được. Mùi canh chua điên điển ngây ngất mê say, dĩa bông bí xào tép ngọt ngất, ngọt ngơ, tô canh chua bông sô đũa, nhẫn nhẫn mà bắt ghiền. Hay nhớ nhiều vị chát chân phương của cái bắp chuối quê nghèo, khiến lòng ai còn thèm hoài, thèm mãi. Món ăn ngon không phải là nấu từ những loại nguyên liệu cao sang mắc tiền mới ngon, mà đôi khi đơn giản chỉ là cái màu vàng bông điên điển nè, rổ bông bí, bông mướp, nắm bông lục bình, hay là cái màu trắng dịu dàng của bông sô đũa cũng đủ khiến người ta tạo nên được cái hương vị, dù đơn giản nhưng cũng phải khiến người ta chao đảo. Bông sô đũa khi mà nấu lên đó nha, có cái hương vị nhẫn nhẫn đặc trưng, nhưng mà khi kết hợp với các loại đặc sản của quê hương như là con cá nè, con lươn hay là ơ mắm kho thì hợp ý đẹp tình phải biết. Để rồi với bất kỳ ai, dù là đã thân quen hay chỉ mới lần đầu tiên biết mặt và cũng lần đầu tiên thưởng thức cái hương vị của loại bông này, cũng sẽ bị nó chinh phục. Bông quê đồng nội, tuy quê mùa nhưng mà cũng là thứ có danh có phận rõ ràng.